Ôi các bác, đã tầm bây giờ là bây giờ 10 rưỡi, đã có rất nhiều thời tiết rất là đẹp, có rất nhiều bác đang qua xem triển lãm trưng bày sinh vật cảnh ở chỗ chợ Vạn Phúc các bạn. Chào mừng kỷ niệm cái tuần văn hóa du lịch là làng Vạn Phúc các bạn, rất là nhiều hoạt động, trong đó bonsai cây cảnh là một cái hoạt động chào mừng của Vạn Phúc. Thì hôm nay xin phép quay nốt cái phía bên cánh trái của khu vực trưng bày triển lãm sinh vật cảnh các bác nha. Có rất là nhiều cây từ cái nhỏ cho đến cái to ở khu vực bên trái này. Xin phép đi chi tiết từng cây một các bác nhé. Em sẽ đi từ bên này, từ bên bờ tường vào. Đầu tiên là một đôi tùng La Hán thì trầu ở cửa đón khách rồi. Thì hôm trước đây. Đấy, thì bây giờ sẽ tiếp theo đến một cái xanh rất là có cái hoành rất là dài. Đoạn kia khá là to các bạn. Xin phép những cái to này thì đi lướt để tập trung vào số những cây mini. Cây mini các bạn. Đấy. Đây là khu vực giáp với tường bao. Xanh dáng làng. Hùng mỗ. Góc vườn à, một cái xanh nữa rất là ghê gớm này, rất là ghê gớm. Thứ nhất là các bác đập vào mắt ngay là một cái cây rất là hoành tráng, thứ hai là già nua cóc đế, thứ ba là rất là quái. Tôi nghĩ rằng ngày xưa là khối thân chính ở đây, bên này có một phiến thân này. Ở bên này có một cái thân thẳng ở bên đây này. Đây, có lẽ là hai cái thân. Một cái rễ cọc buông xuống đây. Thân này là thân chính. Thì các bác uốn theo cái đường này để lên làm ngọn đây. Đây tán đây giật ra. Và từ đây có một cái hoành ra. Rất dài. Nhìn cảm giác như là đang ôm những cái hòn đá và là thân mượn, cảm giác như vậy thôi. À, các bác nhìn cái sẹo kia này các bác biết chân chính của nó đấy. Sẹo đây. Nguyễn Doãn Biên. Hôm nay thì con đang phôi quá. Khá đẹp. Đấy. Rồi, em đi vào khu vực thả mini trời thảm đỏ. Đấy, thì đầu tiên là cái hoa giấy tím. Tiếc là gặp mưa với lại quá lứa hoa rồi, bắt đầu tàn rồi. Sớm khoảng mấy ngày thì hoa nó khỏe. Hoa giờ đang nở rộ và rũ đi xuống rồi. Rũ xuống. Chỉ 1-2 ngày nữa thôi thì nó rụng đây và nó ố hết màu, nhìn nó tệ hại lắm. Khá là tiếc.
khán giả chắc cũng được chiêm ngưỡng một hai ngày rồi. Giấy tím lục vừng khá là lùn tự nhiên, khá là lùn và tự nhiên, không có hề có một cái sẹo cắt gì cả. Đấy, rất hay. Đây là vừng khá hay. Lưới. Đó đây, vida của chú Bái đây. Nó mang cái đây. Chú Bái Tây Mỗ. Vida chú Bái Tây Mỗ thì tôi đã quay tận nhà rồi. Quay riêng một video về cái cây này. Cái dưới tán rất là đầy, tròn đầy, tròn quả phúc như một mâm xôi, như một mâm xôi, như là một mâm xôi các bác ạ. Có lẽ miền Bắc thì mạnh dưới, còn miền Nam thì sam núi, nhưng mà dưới thì lại không có giá được bằng sam núi các bác, rất là tiếc như thế. Linh sam, một cái linh sam khá là hay, tam đa. Dưới của bác Hùng Mỗ. Vâng, mấy giờ anh nhỉ? 12 giờ à? Ok, đâu em hỏi lại để em sắp dưới trực. Xanh hồn chậu. Đấy, mặt trước của Vida của chú Bái đây. Tôi thì thích cái tay này nó xuống một chút nữa, hơi bị cảm giác hơi bị gò bó chỗ đây, bác nhìn thấy đúng không? Đấy, một cái dưới rất là thiên nhiên, gần như là kiểu bạt phong, gió lùa siêu phong. Đấy, cái lồng vừng giá mà tôi thích cái lợn này, nó rụt xuống một chút nữa cơ, cho nó phù hợp với cái thân này, tay tán nó mập hơn, nó phù hợp với cái thân này, rất là tự nhiên mà không có việc cắt nào, nhưng mà cảm giác nó như bị cắt, nó mới thoát thoát. Quế lá nhỏ thân thường. Hình dáng làng. Vâng, cái này người ta làm theo ngày xưa, làm ngày xưa đa lồng quyến
chằn chằn cây này, nó sau này nó được. Cây đa. Đấy, cây đa. Ép rất là già, lá nhỏ tí rồi. Mày chăm giỏi nhỉ? Xanh bạc hồng, xanh gió luồng. Xanh mà làm răm gió luồng thì đẹp. Răm nó nhẹ nhỏ mà. Gió luồng hay mà mất ra lá thì lại mất mất cái tán gió luồng. Bệ được cái bệ đẹp. Được chân quỳ đẹp. Đấy, bắt đầu rất đông người xem rồi, tham quan chụp ảnh ngắm cây. Cây vọng cách. Góc sân nào cũng vẫn có người rồi các bạn. Tiết trời đẹp. Ngày nghỉ cuối tuần. Vọng cách, vọng cách. Cái này già, già mua cốc đế. Rừng xanh. Khỏe. Sống. Xin xanh. Rồi xin được kết thúc video ở cái cây rành rành ở chỗ hồi đầu chợ, hồi đầu của trưng bày. Mời các bạn đến tham quan nhé. Đấy, theo lưu trưng bày sinh vật cảnh nghệ thuật. Chào mừng tuần lễ văn hóa du lịch Vạn Phúc các bác nhé. Rành rành. Ui, cái này là sống khỏe. Rành rành thì thoải mái. Cây lâu đời rồi. Dâm cành còn sống mà. Dòng này thoải mái, cái này cây trồng trọt lâu đời rồi. Cứ đổ nước là sống. Cây cây trồng trọt lâu đời rồi. Đấy. Cái này nhiều tiền đấy. Cũng phải cũng phải tầm trên chục. Đấy, cái dạng rồi, dễ rồi. Thank you.
hot nhất cái dãy này là mini, chắc là cây rành rành này rồi. Theo tôi, quan điểm tôi. Linh Sam thì cũng được. Linh Sam ba vai cũng được. Đấy. Cụm rừng xanh. Rành rành. Bệ bệt chân bệ đẹp rồi, cảm ơn các bác nha.